Ngày 10 tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky bác bỏ cáo buộc của Nga về các phòng thí nghiệm chiến tranh sinh học ở nước này và nói rằng chính Nga mới là nước có khả năng tấn công hóa học. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine nói rằng ông lo là những lời tố cáo của Nga có nghĩa là Nga có thể đã sẵn sàng triển khai vũ khí hóa học ở Ukraine. Họ lại cáo buộc chúng ta một lần nữa rằng chúng ta đang phát triển vũ khí sinh học, rằng chúng ta chuẩn bị một cuộc tấn công hóa học. Điều này khiến tôi rất lo lắng, vì như những gì đã thấy, nếu muốn biết Nga định làm gì, hãy xem Nga cáo buộc những nước khác cái gì. Việc lan truyền những lời cáo buộc trên truyền thông Nga cho thấy chính Nga mới là nước có khả năng tấn công hóa học. Quân đội Nga, các lực lượng đặc biệt của Nga, họ đã làm như thế ở các nước khác. Không có vũ khí hóa học nào hay vũ khí hủy diệt hàng loạt nào ở đất nước của chúng ta. Cả thế giới biết điều đó, các ông biết điều đó, và nếu các ông định làm cái gì đó như thế với nước chúng tôi, các ông sẽ gặp phải sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thời gian gần đây, Nga liên tục cáo buộc là Mỹ đang hợp tác với các phòng thí nghiệm Ukraine phát triển vũ khí sinh học. Ngày 9 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Washington cần thông báo trước cộng đồng quốc tế về các chương trình sinh học quân sự đã được thực hiện ở Ukraine. Chúng tôi phát hiện ra những sự thật trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, cụ thể là có những dấu vết về các chương trình sinh học quân sự. Đó không phải là về nghiên cứu khoa học với mục đích hòa bình, do những chương trình này được tài trợ bởi Bộ Quốc phòng Mỹ. Chúng tôi cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden cần thông báo cho cộng đồng quốc tế một cách chính thức về các chương trình đã được thực hiện ở Ukraine. Theo bà Zakharova, những chương trình nghiên cứu vật liệu sinh học của Mỹ đặc biệt được sử dụng cho mục đích quân sự đã được tìm thấy ở Ukraine. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng thế giới cần biết Mỹ đã định làm gì ở Ukraine, mục tiêu là gì và đầu tư bao nhiêu vào các hoạt động sinh học của Ukraine. Bà Zakharova nói thêm rằng nhân viên của các phòng thí nghiệm sinh học Ukraine đã cung cấp tài liệu về việc tiêu hủy khẩn cấp các mầm bệnh nguy hiểm cao như bệnh dịch hạch, bệnh than và bệnh tả diễn ra vào ngày 24 tháng 2. Theo nhà ngoại giao Nga, việc tiêu hủy khẩn cấp mầm bệnh nguy hiểm vào ngày 24 tháng 2 là một hành động cần thiết nhằm che giấu sự thật rằng Mỹ và Ukraine đã vi phạm điều 1 của Công ước về vũ khí sinh học. Nhà ngoại giao này đặt câu hỏi, vấn đề đặt ra là tất cả đã bị phá hủy như thế nào và nó đã bị phá hủy hoàn toàn hay chưa? Trước đó, ông Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng an toàn bức xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần ghi nhận các chương trình sinh học quân sự do Lầu Năm Góc thực hiện trên lãnh thổ Ukraine. Đặc biệt, một mạng lưới đã được hình thành ở Ukraine với hơn 30 phòng thí nghiệm sinh học.